cm là kích thước chiều dài của bức đồng quê mà em muốn nói đến ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một siêu phẩm đồng quê có kích thước có thể nói là lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Bức tranh đồng quê này có kích thước chiều cao là 1m55, chiều ngang là 3m15 và dày 12 phân, làm từ chất liệu gỗ hương đá. Và bức tranh này được lấy nguồn cảm hứng từ bức tích đồng quê lối cổ, với hình ảnh nổi bật ở trên là cây đa giếng nước sân đình, và ngoài ra có thêm hình ảnh như là cầy cấy hay là những hoàn cảnh sinh hoạt của những người nông dân. Và ngay bây giờ em sẽ đi tận sâu vào chi tiết của siêu phẩm này để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé. Và đầu tiên đi vào chi tiết bức tranh thì em muốn nói đến cây đa. Thì cây đa vốn được biết được coi là biểu tượng linh hồn của làng quê Việt Nam xưa. Thế nên bên em đã đục một cây đa ở chính giữa bức tranh với cái thế cây rất là to, rộng, già cỗi, những tán lá đua rộng ra. Và ở dưới đây có cả những cái rễ cây đang rủ xuống và những đứa em bé đang nô đùa trên những cái rễ cây. Và ở đây thì những cái chùm tán lá được bên em đục rất là dày và kỹ, kênh băng nhiều lớp lá lên và nổi bật từng gân lá một. Và ở dưới gốc cây thì sẽ có một lão làng đang ngồi ở dưới bóng mát của thụ. Gắn liền với đó là hình ảnh giếng nước sân đình. Ở đây mái đình được đục nổi kênh băng hẳn lên, từng lớp ngói này xếp chồng lên nhau rất là tỉ mỉ. Và ở dưới đây thì sẽ có thêm hình ảnh những người dân hay những người quan trạng đang đứng trước đình làng. Những khuôn mặt phúc hậu, hiền từ được toát lên dưới nét đục của những người nghệ nhân. Và bên cạnh đình làng thì sẽ có thêm một cây cổ thụ nữa, đó là cây tùng. Một cây được nói là gắn liền với sự trường thọ. Đục rất là tỉ mỉ kênh bong và có thể dễ dàng đưa tay moi móc vào được. Ở đây những tán lá này được đục rất là dày. Ở dưới đình làng thì sẽ có thêm hình ảnh hai người phụ nữ đang đứng ở bên giếng nước, đang kéo những gánh nước, đội chiếc khăn mỏ quạng, áo bà ba, trông rất là truyền thống của người Việt Nam xưa. Và khung cảnh nông thôn cũng được tái hiện đầy đủ với các hoạt động dân dã như là ngư, tiểu, canh, mục. Ở đây ngư thì có nghĩa là đánh bắt cá. Chúng tôi đã tái hiện, thể hiện lên hình ảnh những người nông dân đang đánh cất vó để bắt những chú cá. Ở trong vó đây cũng có hình ảnh những chú cá được đục nổi kinh mong lên rất là tỉ mỉ và chi tiết. Và mục là đại diện cho tầng lớp tri thức, là hình ảnh những người thầy đồ đang dạy học hay là những bô lão đang ngồi trà chiều để bàn những thương sách, kế sách. Và tiểu có nghĩa là tiểu phu đốn củi, gánh nước. Và bên dưới này sẽ có thêm hình ảnh những người nông dân là canh ạ, là hình ảnh về ruộng đất, cấy lúa, đang vác cày đi ra ruộng để làm việc. Những chi tiết nhỏ đều được chúng tôi tái hiện rất là tỉ mỉ và chân thật. Và ở bên dưới này đây là thể hiện lên hoạt động đang bắt tôm, bắt cua, bắt cá ở dưới hồ. Từ những hình ảnh nhỏ nhất như chiếc nón hay là cái giỏ thôi cũng đều được thể hiện và đục rất là đẹp. Ở trên này sẽ có thêm hình ảnh em bé đang ngồi thổi sáo trên lưng trâu, rất là đồng quê, nhìn rất là thân thuộc. Bên cạnh đây thì sẽ có thêm hình ảnh hai người nông dân đang kéo lấy nước để thả vào ruộng. Ở trên này thì chắc chắn không thể thiếu được hình ảnh quen thuộc nhất, đó là hình ảnh đi cấy của những người nông dân đấy ạ. Rất là sắc nét và tỉ mỉ, được đục rất là kỹ và có thể thấy được độ uyển chuyển, độ mềm mại đằng sau đấy. Và nếu như các bác để ý thấy ra, tất cả những người nông dân ở đây bên em đục với nhiều cái hoạt động lao động tay chân, mặc dù rất là vất vả và mệt mỏi, thế nhưng trên gương mặt vẫn có niềm vui, niềm hân hoan để toát lên vẻ đẹp lao động. Ở đây là hình ảnh những người nông dân đang kéo hay là trao đổi những gánh hàng của mình, những người thương nhân đấy ạ, trao đổi giao dịch mua bán.
Và ở phía bên trên bức tranh thì vẫn sẽ có thêm hình ảnh những người nông dân và những cánh đồng xanh mướt trải thẳng tít. Và ở phía trên sẽ có đàn chim chiều bay về trời ở trong ánh hoàng hôn để toát lên sự bình yên, sự nên thơ của bức tranh. Và bên đây thì sẽ có thêm những ngôi làng khác hay là những ngôi đền, ngôi chùa ở phía xa xa. Và không chỉ tập trung vào các chi tiết lớn, những bối cảnh lớn, mà từ những chi tiết nhỏ nhất hay những chi tiết chỉ là điểm xuyến để làm hài hòa thêm cho bức tranh thì bên em cũng đều đục tỉa rất là tỉ mỉ và toát lên cái tinh thần của bức tranh đồng quê làng quê Việt xưa. Và ở trên bức tranh thì bên em cũng sẽ đục thêm nhiều các hình ảnh như là cây hoa cỏ dại, ở đây như là cây chuối đây, được đục rất là kỹ, mặc dù là những cây gọi là chi tiết để điểm xuyến phụ vào thôi, nhưng cũng được đục nổi kinh bong hẳn lên, đẹp đến từng lá hay là buồng chuối. Và nhắc đến làng quê Việt thì cũng không thể thiếu được hình ảnh như bóng dừa nghiêng nghiêng, mùi của bùn đất. Ở đây cây dừa cũng được đục nổi rất là đẹp đến từng gân của từng chiếc lá một hay là từng chùm quả của cây dừa. Và phải nói là không phải là chi tiết phụ mà bên em đục cho nó có, cho nó nhiều dày lên, chi tiết lên, mà tất cả đều được đục rất là kỹ và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, chi tiết phụ. Và đã đục đến chi tiết nào là đều phải toát lên thần thái của chi tiết đó. Và nếu như các bác đang quan tâm hay là đang ưng cái bức đồng quê loại VIP độc quyền này bên em thì có thể để lại số điện thoại để bên em có thể liên hệ tư vấn chi tiết thêm.